Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa thân mến. Như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về ý chỉ của Phật Pháp qua cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2017. Chúng ta tiếp tục nghe kinh Pháp Hoa lần thứ 42. Không phải lần thứ 42. Chúng ta đang học cái phẩm trì. Hôm nay là lần thứ 2 của chúng ta tiếp tục học cái phẩm trì của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm rồi chúng tôi đã giới thiệu sơ lược cho đại chúng cái phẩm trì, nói cho đủ là khuyến trì, nghĩa là khuyến khích giữ gìn, khuyến khích giữ gìn cái ý chỉ cao đẹp của Phật dạy. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung bên trong nhé. Bây giờ Bồ Tát Dược Vương và Đại Nhã Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát quyến thuộc đều ở trước Phật nói lên thệ nguyện rằng: cứu sinh Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ tuân giữ đọc tụng kinh điển này. Các Bồ Tát phát nguyện dùng cái sức nhẫn nhục, chúng sanh ở đời ác về sau căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng, chỉ tham lợi dưỡng, chạy theo danh vọng, làm cho xa lìa sự giải thoát. Tuy khó bề giáo hóa như thế, nhưng chúng con dùng sức nhẫn nhục, đọc tụng, giải nói, in chép, thậm chí chẳng tiếc thân mạng để giáo hóa họ. Tôi xin trích nguyên cái bài văn bài kệ phát nguyện hộ trì của chư Bồ Tát. Cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Dầu có người không trí dùng lời ác mắng rủa, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu tỳ kheo đời ác trí tà tâm vải méo, chưa chứng sưng đã chứng kiêu căng đầy trong lòng, hoặc có hạng A Nhã y nạp xem ra phớt, tự cho hành nhân đạo, xem nhẹ người thế gian, vì lòng cầu lợi dưỡng, thiết pháp cho bạch y với ý được cung kính. Như Lục Thông La Hán, lòng hạng ấy chứa ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã, bởi sai lầm chúng con mà nói những lời này. Các thầy tỳ kheo ấy, vì lòng tham lợi dưỡng, luận giải theo ngoại đạo, cho là kinh điển này tự tạo dối thế gian. Họ phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến, luận giải theo ngoại đạo, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu họ có khinh khi, tự xưng là Phật sống, trước lời kiêu ngạo ấy, chúng con cũng sẽ nhẫn, vân vân. Như vậy thì qua cái bài kệ này nói lên hết tất cả cái tệ lậu của cái đời hiện nay của chúng ta. Như vậy thì từ xa xưa, chư tiền bối đã soạn lại cái ý chỉ này. Như vậy thì các vị thấy rằng, nếu nói một mặt nào đó đó, thì chư tiền nhân nương cái Phật lực mà nói lên được cái ý chỉ này, có nghĩa là đã đoán biết
cái đời cách Phật lâu xa nó đã sẽ nảy sinh những cái tệ ác đó. Đây là nguyên văn mà tôi trích từ ở trong Chánh Văn Kinh ra. Đó là cái chư Bồ Tát, mà trong đó có Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Dược Vương là ông thầy thuốc, Đại Nhạo Thuyết là một cái vị mà biện tài vô ngại, nói pháp không có bị ngăn ngại, thông suốt. Và đại diện cho hai môn Bồ Tát cùng quyến thuộc mà phát cái lời nguyện đó, biết rằng chúng sanh đời ác về sau này đó thì căn lành ít, căn tánh thì lanh lẹ, nhưng mà cái căn lành nó rất ít. Bởi vì lanh lẹ để rồi khôn ngoan, để rồi quý quyệt, rồi đạp đổ, để rồi đấu đá với nhau chỉ vì một chút lợi dưỡng, lợi danh, để vì những cái chức vị phẩm hàm mà rồi đấu đá với nhau. Thật ra thì tại sao kinh điển Đại Thừa các vị thấy, nếu các vị chịu mà nghiên cứu, chịu mà tư duy thì các vị thấy nó giống như nó gần gũi với cái lòng đời, gần gũi với lòng đời thực tại, với cái cuộc sống của chúng ta nó đang diễn ra. Chúng sanh đời ác về sau, đời ác là cái gì? Ác nó có nói chung cho đủ là ngũ trược ác thế, năm cái điều trược mà ở đời nó luôn hiện hữu. Như các vị học hôm nay đó, gồm có kiến trược, kiếp trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược. Căn lành thì càng ít, mà kẻ nhiều kẻ tăng thượng mạng, chỉ tham lam lợi dưỡng. Cái đây là nguyên bài. Cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác, ác mà tôi nói ác ghê sợ. Đây là nguyên cái Chánh Văn Kinh dịch. Tôi lấy nguyên cái từ cái Chánh Văn Kinh ra đó, thưa các vị. Trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Thì có lần tôi đã chia sẻ với các vị cái chứng đạo ca mà nói về Tổ Huệ Khả đó. Tổ Huệ Khả trước đó có phanh danh là Thần Quang đó, là nhị tổ của Thiền Sư Thiền Tông Trung Hoa, hay là vị tổ thứ 29 của Thiền Ấn Hoa đó. Tổ Huệ Khả là đệ tử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Các vị thấy vẫn bị một ông thầy để bỏ tiền ra mua đúc lót với ông quan địa phương mà bị đem ra xử trảm, mà bị đem ra xử trảm chẳng gì nói lên cái tiếng của chánh pháp thôi. Tại vì cái ông thầy địa phương đó ông trong chùa mà ông nói phi pháp, ông nói những cái điều để rồi mê hoặc chúng sanh, trong khi ngài Huệ Khả ở trước cổng chùa, ngài nghe cái âm vang nó vội ra như vậy, nói sai pháp mà chịu không nổi, ngài nói đúng tiếng cái chánh pháp, thì bây giờ tín đồ mới theo ngài. Thì ngược lại cái ông thầy trụ trì là ông ganh tị, ông đi bỏ tiền ông mua, bởi vì ông trụ trì mà có tiền mà, bỏ tiền ra mua cái quan địa phương đó để rồi xử, phải đem nhị tổ hay là nói chung là ngài Huệ Khả ra mà xử trảm. Thì mình nói theo cái kiểu mà trần đời thì đó là nói theo cái kiểu dân tự, thì do cái nghiệp của Tổ Huệ Khả phải ngoài trăm tuổi mà bị chết chém như vậy, đó là nói cái nghiệp. Mà mình hay có cái tật cái mình thưa với quý vị là cứ hở cái gì cái mình tự an ủi bằng những cái danh từ Phật học, mà những cái danh từ mà đặt ra để mà mình an ủi vậy. Ví dụ như cái gì, cái đổi thừa nghiệp, đổi thừa nhân quả, nhân dân cứ mình đổi thừa. Thật ra đó mình còn phàm phu thì mình làm sao thấy nghiệp của người khác được, chẳng qua mình thấy cái hình tướng thôi, chứ làm sao mình thấy được cái lộ tận thông đâu mà mình nói vậy, phải không? Nhưng mà đó là nó báo hiệu cái thời đó đã có, nó là Phật pháp, nó báo hiệu
là coi như là có những cái ác ghê sợ rồi. Thì từ thời của nhị tổ cho tới thời ta bao nhiêu đâu, bao nhiêu lâu quý vị biết rồi. Thì càng đi sâu xa chừng nào thì quý vị thấy là cái đời chúng ta thật đúng ra là đời ngũ trược ác thế. Cho nên có nhiều cái ghê sợ ở trong cái sự tu hành lắm. Nói vậy không phải là tôi nói vậy tôi phơi bày, tôi chỉ trích để các vị ngán ngẩm mà không bước chân vào chùa tu, không phải tôn tí đó nha. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái tiếng nói của sự thật như vậy. Mưu toan cướp đoạt, tính toán tranh giành, chà đạp nhau ghê gớm, thảm thê lắm. Cho nên chư Bồ Tát nói trong đời ác ghê sợ. Dầu ác đáng ghê, đáng sợ như vậy đó, nhưng mà chúng con sẽ rộng nói. Chúng con không sợ. Chúng con sẽ phát cái tâm mà rộng chia ra, rộng khắp mà để nói. Dầu có người không trí dùng lời ác mắng rủa. Có nhiều người tin đạo rồi lại theo tin đạo theo một cách mù quáng. Cái gì mà phơi bày ra sự thật đó, họ phiền lắm. Họ chửi bới nữa cơ. Tôi thấy có nghĩa là họ tu theo kiểu mê tín dị đoan á, rồi giảng theo kiểu của tôi là họ có khi họ cũng chửi bới nữa đó. Họ họ công kích. Mà tôi cũng may đó là tại vì tôi cũng phan ngang quá đi cho nên ít ai dám vô chửi thẳng đó. Chứ còn khéo là nó chửi thẳng đó. Tại vì đối với tôi thì tôi nói vậy ai nghe nghe không nghe thôi. Tôi thường tôi nói câu đó đó. Cho nên nó không dám vô. Nhiều cái bọn trí tà nó không dám vô. Vì nó sợ tôi phan bất tử, tôi là đụng là tôi phan, tôi nói rồi mà. Nói tiếng chánh pháp để rồi tập sống theo chánh pháp trên bước đường tập tu tập tập hành tập giải thoát tập giác ngộ, chứ tôi chưa phải là người giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Cho nên hãy đụng cái bọn tà giáo ngoại đạo là tôi phan à. Dầu có những người ý mình có học cao hiểu rộng này, khiêm nhường rồi khôn đốn rồi sợ những cái tiếng nói thẳng của tôi, họ sợ chuyện của họ. Còn tôi nói là tôi quýnh thẳng. Tôi không có tu mẫu. Tôi không có tu để mà cho người ta khen mình là hiền. Cái điều đó tôi không cần nữa. Thậm chí nếu mà người đời mà có nói các vị mà có nghe tôi giảng, có nói ông thầy ông giảng sao dữ quá, tôi cũng bằng lòng, tôi cũng vui vẻ. Bởi vì tôi tu không cần cốt để tôi lấy cái chữ hiền. Mà tôi để cần lên cái tiếng rống, lên cái tiếng của sư tử rống, cái tiếng của chánh pháp, để giúp những cái thân bằng quyến thuộc, những ai có duyên với mình, để mà nhẹ nhàng khinh an cái não bộ, để mà đi thẳng lên con đường Bồ đề Niết bàn vô thượng. Chứ tôi không cần các vị ngoài đời khen tôi là ông thầy tài, ông tu sao ông hiền quá, không cần. Cái tiếng hiền là nhiều người khen, mà các vị trần đời mà khen tôi được cái gì? Khen ông thầy tu mà khen ông thầy tu hiền, chứ không lẽ ông thầy tu cho nên khen ông thầy tu ông hiền là cái không cần. Thầy nào mà cần cái tiếng đó là đồ dởm đó. Ngày nay tôi cần cái tiếng khen là ông thầy đó ông tu dữ cả. Dữ để phá tà hiển chánh, để tồi tà phủ chánh, để đã phá ma quân, để mà chuyển cái bánh xe pháp luân. Chứ cái bánh xe này đi tới đâu nó càng nghiến những cái tư tưởng tà kiến ngoại đạo, đó là cái lòng mong muốn của tôi. Nhưng mà tại vì tôi thì tài sơ đức mọn cho nên tôi chỉ nói vậy thôi. Cho nên ví dụ một lần tôi giảng về vài trăm người nghe vậy vui vậy, chứ tôi biết mà cái lời tôi giảng nó không có thấm thía bằng một số quý thầy mà giảng nhẹ nhàng. Tức là giảng nhẹ nhàng ta vô ta nghe dữ dằn không? Dữ dằn. Có một Phật tử hỏi gì, bao giờ thầy giảng xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Thực giả kinh Đại Bát Nhã. Thưa Phật tử Hà Trang, là tôi có định giảng cái bộ kinh Kim Cương đó, kinh Kim Cang đó, nhưng mà vì nó không có thời giờ
Nếu mà có hội trường hội chúng nào mà mời giảng là tôi giảng lại vào đó đó. Tôi cũng định đang có một số Phật tử khải thỉnh tôi giảng bộ kinh Bát Nhã đó. Thì nhưng mà từ từ học Phật pháp không có vội vã gì hết. Bởi vì bộ kinh Đại Bát Nhã là quyền thừa. Quyền thừa là ấy. Còn bộ kinh Pháp Hoa này là đại thừa phiên giáo. Theo lẽ học kinh Bát Nhã rồi mới học kinh Pháp Hoa. Nhưng mà tại thông thường á, cái trí tuệ Bát Nhã thì khó tiếp thu mạnh mẽ được liền. Bởi vì đại đa số các vị còn vướng bận trần lao sanh tử nhiều quá, nên thôi thầy học kinh Pháp Hoa cho nó dễ hơn. Mà từ từ tôi sẽ giảng cái bộ kinh Đại Bát Nhã cho các vị. Nếu tôi còn còn có hơi, còn có sức, còn có sự phấn tấn, còn có sự tinh tấn thì tôi giảng mãi thôi. Nếu mà tôi được các vị mà thương quý mà bằng lòng chấp nhận thì tôi không có bỏ cái tư tưởng liễu nghĩa kinh hay là tư tưởng trí tuệ của Phật giáo này đâu. Tôi trở lại. Bởi vì như tôi có nói phân tích cho các vị, một số các vị nghe, không biết là tôi có giảng trên trên hội hội chúng chưa đó. Cái giới thinh văn và cái giới Bồ Tát, hay nói là hàng thinh văn và hàng Bồ Tát, hai cái nó khác biệt. Hàng thinh văn thì luôn lúc nào cũng chạy trốn những cái phiền não. Còn cái người nào mà có cái chất, có cái tâm hồn đi tới con đường Bồ Tát đạo là phải nhào vô cái phiền não. Mà cái nó khác biệt. Mà nếu các vị mà không có hiểu mà để mà rõ ràng thì các vị thấy ồ sao ba hồi gì ba hồi khác thôi. Hà Thanh Văn là giống như mới đi có một bậc à. Mới có còn yếu ớt cho nên họ phải thấy cái gì phiền não họ tránh xa. Còn hàng Bồ Tát chúng thì phải nhào vô những cái sự khó khăn. Hàng Thanh Văn thì giống như an phận. Cái chuyện gì mà thấy nó khó khăn, nó rắc rối, nó phiền tối thì họ tránh xa. Còn hàng Bồ Tát thì phải nhào vô những cái khó khăn, phải tồi tà phụ chánh, phải đả phá, phải đánh đổ, thậm chí hy sinh cả thân mạng, thậm chí hy sinh cả danh vọng, hà huống hy sinh những cái lặt vặt bị chửi bới công kích. Hàng Bồ Tát không khe, không sợ, mà phải nhào vô làm những việc khó làm, nhưng mà làm những việc khó làm, nhưng mà nhường cho người ta những cái tốt, nhường cho người ta những cái an vui, những cái hạnh phúc. Hàng Bồ Tát có thể chuốc họa vào thân, thậm chí chấp nhận những cái thương đau nữa cơ, nhưng mà với cái tư tưởng là hàng Bồ Tát để cứu khổ ba muôn. Các vị học đạo thì tôi mong là các vị phải rõ như vậy đó, rõ thông, chứ đừng có học đạo rồi mình học cái ba mớ rồi mình đóng cái khuôn theo kiểu của mình. Cho nên nhiều người đời họ ý họ khôn ngoan, nhiều khi họ nói nhiều câu mình nghe nó giống như Phật. Không phải đâu. Học đạo nó giống như leo lên núi, tưởng thấy xa xa, tưởng đâu là mây, nhưng mà leo lên tới đó rồi thì mây càng xa hơn. Đạo nó cũng như vậy. Tiếp tục. Dầu tỳ kheo đời ác, trí tà tâm vại méo, chưa xứng chưa chứng xưng đã chứng, kiêu căng đầy trong lòng. Tỳ kheo đời ác này, cái trí tà mà tâm vại méo. Trí thì không có ngay thẳng. Chư Bồ Tát biết trước rồi, các vị thấy chưa? Chứ đâu phải giờ này tôi nói ra quý vị hiểu lầm, tưởng đâu là tôi đem mấy ông thầy ra tôi xẻ, hay là tôi bắn, hay là tôi phơi bài để mà mình cho Phật tử bất kính tăng bảo. Tôi không có ý đó. Bởi vì Tam Bảo là ba ngôi thường trụ thế gian mà. Nhưng mà ý tôi muốn phá tà hiển chánh là một số nào đó thôi, một số lậu hoặc thôi. Vì cái đời trượt ác là trí thì tà. Tà có nghĩa là cong quẹo, chứ không có ngay thẳng. Tại vì cái danh lợi bạc tiền, chạy theo những cái vật chất kim tiền, chạy theo những tình tiền danh lợi mà trí nó không có ngay thẳng, nó bị méo mó đi, cho nên gọi là trí tà. Mà tâm thì vại méo, vại là dụng vại,
méo mó, nói thì sai lầm, nói thì đưa cho Phật tử trở thành mê tín dị đoan, quan đường quảng quyến hoặc, làm cho người ta đi vào cái ngõ cụt, để người ta sợ hãi lo âu. Chứ còn thầy tỳ kheo mà trí thẳng rồi đó, trí mà nó ngay, nó chân, nó tránh rồi đó, thì đời trần đời này không có gì phải sợ. Dạy cho người ta cái pháp an tâm, dạy cho người ta đi đường ngay mẹo tránh, không có lo âu sợ hãi. Còn gặp mấy ông thầy mà bảo lập đàn cầu nguyện giang sinh lễ bái cúng chỉnh tế cúng này kia là đó là tỳ kheo đời trượt ác đó. Trí tà lòng dại méo đó, méo mó, nói những cái điều mà người ta không nghĩ ra được, để người ta sợ họ, sợ họ, sợ sợ. Nói trên có trời, dưới có đất, rồi trong lòng đất có địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, có thập điện kim dương, có quỷ sứ, có năm tà bắt đẩu, có năm cực tiên ông, rồi đề phan là xá hạt rồi đó. Đó là mấy cha thầy gọi là trí tà lòng vại méo. Trí thay để nghĩ đường ngay nẻo thẳng, để nghĩ trở về với bản lai thanh tịnh mà không nghĩ để cầu nguyện giang sinh, đó là trí tà. Rồi gặp ông thầy mù vậy rồi dẫn một đàn đệ tử đuôi nữa, thành ra không lọt hố sâu được, không đưa vô cái hố sâu rừng thẳm của đêm đen, của muôn trùng, của tối tăm, của nguy hiểm, của khổ đau sao được. Nên đời này mà cái ông thầy chùa mà cứ tối ngày cứ dạy người ta để cầu nguyện, để giáng sinh, để nương nhờ cái tha lực hiện tiền thì tăng phước tăng thọ, một hậu đắc di đà thọ ký, là đó là trí tà tâm vải mẹo. Thay vì chỉ cho người ta sôi rội với hình hài năm quẩn này, để nhìn lại cái tư tưởng sai lầm sai quấy, để quay về với con đường trơn mẻo chánh, không chỉ mà cứ chỉ cho người ta cầu nguyện giang sinh để người ta tiền mất tật mang, đó là trí tà tâm vải mẻo, đó là tỳ kheo đời trượt ác đấy. Rồi chưa chứng xưng đã chứng, cái gì cũng thầy độ, thầy chú nguyện cho, thầy ban ơn cho, thầy cầu nguyện cho, như vậy thì rồi nói là thầy, thậm chí là xưng thầy được Phật điển, thầy được Phật sống, thầy được thế này thế kia, cho nên chưa chứng xưng đã chứng. Mấy thầy, có một số thầy tu bây giờ mở miệng ra là thường tự tịch diệt tướng, ngon lắm, trời ơi, nói chuyện ngon lành lắm, nghe cái là giống như tịch diệt. Mà tổ thiền sư Quảng Nghiêm đó là ly tịch phương ngôn, tịch diệt khứ, sanh vô sanh, hậu thiết vô sanh. Chừng nào anh lìa cái tịch diệt, anh nói bàn câu tịch diệt, anh đạt tới chỗ vô sanh, anh mới thiết cái thuyết pháp vô sanh. Mà bây giờ có mấy ông thầy không học không hành gì hết trơn, đọc kinh đọc sách năm ba bài, năm ba chữ, rồi coi như là lên đó mà nói thao thao bất tuyệt, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, mà nói mà không biết nói mình nói gì. Nó khổ là nó khổ vậy đó. Cho nên ngày nay mà mấy thầy mà không học đó là không có làm ăn gì được hết trơn, nó bậy không. Mà học có phải học đúng thầy đúng thuốc, chứ phải học để ba cái ba vố để mà tích trích cứu tầm chương. Học phải có bài bản, có thứ lớp, có những thầy lành bạn tốt giảng dạy nhắc nhở chia sẻ đàng hoàng, chứ không phải ngày nay học để rồi có cấp bằng, học để chờ tới ngày tới tháng rồi để lãnh cái cấp bằng. Học cái đó kiểu đó học trích cứu tầm chương, nó cũng không làm được gì cho Phật pháp đâu. Cho nên tôi đau lòng mà phải nói thì người ta ghét. Ghét thì cũng phải nói, chứ không phải thấy làm bậy rồi ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, không có. Tôi thì tôi nói vậy bởi vì ngày nay tôi đã chấp nhận lâu rồi, mà từ lâu chứ không phải bây giờ, coi như là tôi đã chấp nhận sự ghét hơn là sự thương. Cho nên tỳ kheo đời trượt ác, trí tà tâm vại méo, chưa chứng xưng đã chứng,
kiêu căng đầy trong lòng. Hãy đụng tới quý thầy cái là quý thầy kiêu căng ngạo mạn, nó đụng tới tăng là Phật bất cứu này kia nọ, rồi muốn làm gì làm, coi như ông tăng ông còn có quyền năng còn hơn những người có thế lực quyền tới nữa mà. Mà đụng tới mấy thầy là mấy thầy nhảy đông đổng lên, là nói là coi như là đụng tới tăng Phật bất cứu vân vân. Cho nên kiêu căng đầy trong lòng. Có nhiều thầy, nhiều ông á, nó tàn mạc mà nó vô chùa nó tôn thời gian rồi nó mặc cái áo vàng lên rồi cái người ta quỳ bái, người ta lễ lại rồi coi như nó coi người ta không ra gì. Đuổi người ta ra, cái ta nói nghịch ý là đuổi xô người ta, không cho người ta tới chùa, đủ thứ gì hết. Đời nay nó khổ lắm. Đám con, đám cháu người ta ngoài đời mới tu cạo đầu ngày 1, ngày 2 làm ông thầy, rồi coi như coi trời coi đất không ra gì. Ngày nay cái hạng tỳ kheo này nó nhiều lắm, hạng tăng thượng mạng nó nhiều lắm. Mới có thọ tỳ kheo ngày trước ngày sau là xưng thầy như bá tánh bổn đạo. Thậm chí nhiều ông á, còn sa di cũng còn cũng xưng thầy như bá tánh bổn đạo. Rồi kêu người ta mấy bà già, mấy ông già mà kêu con ngọt xớt à. Trời ơi là trời, tu như vậy để là cái gì? Tu để nâng cái bản ngã ư? Tôi đây là thưa các vị, 23 năm tỳ kheo, kể từ ngày mà thọ giới tỳ kheo làm thầy tới giờ 23 năm mà chưa bao giờ xưng thầy với cái người lớn tuổi hơn mình. Từ ngày tập đi giảng tới giờ cũng là 22, 23 năm, từ tập hồi năm 96 là tập đi giảng, đi thuyết trình, cho tới ngày nay thì quý vị thấy cũng là 22 năm trời, mà cũng chưa bao giờ, chỉ trừ đã khi nào vui lắm, khi nào hứng thú lắm, cái người ngang, người nhỏ hơn mình mới xưng kêu Phật tử, kêu xưng tiếng thầy để cho nó có thâm tình, để mà giáo hóa, để rồi động viên nhắc nhở thôi. Chứ tôi thật sự ra người lớn hơn tôi chưa bao giờ dám xưng thầy, mà tôi cũng chưa bao giờ dám gọi ai bằng con, trừ cái người mà đáng cái tuổi mà mình có thể, nếu mà mình ở ngoài đời mình có thể đẻ người ta được, sanh người ta được mới gọi bằng con, chứ còn không dám kêu ai bằng con. Mà thậm chí nếu nói về Phật tánh thì cũng không ai là con. Sở dĩ vì cái bản ngã cho nên có phân biệt là thầy con này kia nọ. Bỏ đặng cho bỏ cái bản ngã vậy. Mà bây giờ mấy ông thầy nhỏ nhỏ bây giờ mới có cạo đầu ngày trước ngày sau là kêu đệ tử bằng đệ tử xưng con hết. Gặp ai cũng lôi kéo quy y để là cho của riêng mình. Rồi xưng nghi người ta là sư phụ. Rồi kêu con, kêu đệ tử, trời ngon lành. Nó đau vô cùng, vô tận. Nhưng mà cái loại này là trước sau gì nó cũng tống đầu ra. Phật tử nó cũng tự động nó lội ra. Bởi vì nước biển mênh mông không có chứa tử thi mà. Nhưng mà ý tôi nói vậy đó để cho các vị biết. Mà thấy những cái kẻ còn nhỏ mà như vậy để tránh xa đi. Đừng có ủng hộ. Để chi vậy? Để cho ông ấy tu. Chứ mà mấy Phật tử mà cứ thấy ông nào cạo đầu mặc áo mặc áo vàng cái là cũng lại, cũng bái, cũng dân, cũng cúng là vô tình các vị tiếp tay cho mấy ông thầy không tu đó. Cho nên mấy ông thầy mà không tu là tại vì sung sướng quá, là do Phật tử một phần đóng góp cho ông tu. Chứ còn mà nếu mà cái người mà khó khăn nghèo đói mới tu. Vô chùa bây giờ ngày xưa đó thì các vị sa di đâu có được nhận tiền. Ngày nay mới là sa di thôi mà nó đi vận động tứ phương. Nó lập hội, lập hè, nó kêu gọi. Chứ hồi xưa là tôi nhớ là thầy tôi là lúc còn sa di là không hề cho nhận tiền. Cho nên là tôi nói cho đại chúng vậy đó. Ngày nay là coi như là tự các vị làm cho mấy ông thầy trẻ hơn. Thậm chí thọ tỳ kheo cũng không được nhận tiền nữa cơ. Bởi vì khi nhận là phải đem lên trình thưa với thầy. Thầy cho nhận hay không? Bởi vì thầy lo mà. Rồi tiếp tục. Hoặc có hạng A nhã, y nạp xem ra phớt. Tự cho hành nhân đạo, xem nhẹ người thế gian. Vì lòng cầu lợi dưỡng, thiết pháp cho bạch y. Với ý được cung kính. Có hạng A nhã, A nhã hay nói cái đủ là A lan nhã.
Có nhiều người tu ở trong cái nơi đồng không mông quạnh, nơi núi non yên tĩnh, gọi là A Lăng Nhã, thì lại có những cái hạng ở trong đó họ tự cho rằng là mình ngon, ăn mặc thì y nạp xem ra phết, có nghĩa là áo thô áo giá rồi đầu trần chân đất, rồi cũng tự hào cho là mình hành như vậy là hành nhân đạo, thế rồi xem nhẹ người thế gian. Nhưng mà gặp tiền thì chấp 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 chấp, cho nên vì lòng cầu lợi dưỡng rồi thuyết pháp cho bạch y giới ý được cung kính nhiều, bởi vì cho nên các vị thấy học kinh nó đủ hết là vậy đó. Như lục thông la hán, lòng hạng ấy chứa ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã, bới sai lầm chúng con mà nói những lời này. Các thầy tỳ kheo ấy vì lòng tham lợi dưỡng, luận giải theo ngoại đạo, cho là kinh điển này tự tạo dối thế gian, họ phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến, luận giải theo ngoại đạo chúng con đều sẽ nhận. Có cái những cái hạng gọi là lục thông la hán, thì tôi đã chia sẻ với các vị cái bài trước đó, là có cái hạng lục thông la hán là những cái hạng này, ý là mình tu lâu năm rồi mình muốn nói gì muốn nói, mình muốn làm gì làm, mình muốn quyết gì quyết. Nhưng mà cái hạng này nó chứa đầy đầy trược ác, lòng hạng ấy chứa ác, không muốn ai hơn mình hết á. Thế nhỏ nào mà nó phát triển lên được là phải đạp nó, phải triệt nó, cho là mày là nhỏ mà mày cống cao ngã mạn, mày thế này kia. Đây là nhiều cái hạng này thời nay cũng nhiều lắm. Tôi cũng nói với các vị là tôi có sự may mắn là tôi đã vượt khỏi những cái hạng này rồi, tôi qua tới bên này là cái xứ tự do ngôn luận vậy, chứ mà tôi cũng gặp đầy ở bên này. Nhưng mà điều bên này thì bên 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 Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì được có cái là giáo hội nào nó không có giáo quyền, tự lập tự xưng tự đưa mình lên, cho nên Mỹ đâu biết gì đâu, dầu xưng Phật nó cũng không nói gì mà, chứ đừng nói chi mà xưng là giáo chủ, xưng là pháp chủ, xưng là thượng thủ, xưng là chủ tịch. Ôi trời, có nhiều cái giáo hội có mấy thầy trò lập ra cái giáo hội, xưng ông thầy xưng là chủ tịch, ông thầy xưng là giáo chủ, rồi người học trò xưng là phó chủ tịch phó giáo chủ, rồi kiếm người nào đó vô làm xưng là thư ký thủ quỹ. Ô bên này là tôi nói thiệt các vị là đầy giấy, nói vậy không phải tôi chỉ trích, chứ giờ như tôi là tôi kiếm hai ba huynh đệ thôi, tôi lập cái giáo hội tôi xưng là giáo chủ cũng chẳng ai làm gì tôi. Bên đây nó có không có khe, không có quan trọng mấy cái việc xưng gì, muốn xưng gì xưng, quan trọng có ai nghe ai theo không. Còn Việt Nam thì tại vì nó còn dưới cái hệ thống của nhà cầm quyền Việt Nam, cho nên vậy mà tôn xưng thì nó còn phải dè dặt, phải có cái được cái nhà nước công nhận, nó khác. Còn bên đây không còn. Bây giờ bên Việt Nam á thì giống như con cua vậy mà, con cua là nó bò lên thì con cua kia nó kéo xuống, cho nên vậy mà muốn xưng cũng phải xưng bậy bạ được. Bên đây xứ tự do muốn xưng gì đó xưng, nói cho các vị biết vậy đó. Nhiều khi mắc cười là nhìn trần đời mắc cười. Cho nên như lục thông la hán, lòng hạng ấy chứ ác, thường nghĩ việc thế tục mà giả danh A Luyện Nhã. Cái tâm thì nghĩ cái việc thế tục, việc đủ thứ chuyện trần lao sanh tử mà giả danh, giả danh như giống như cái người tu tu thiệt, giả danh giống như người viễn ly thế tục, giống như người ở trong cái núi đồng rừng vắng vậy, mở miệng ra thì xương đầu diệp lạc thị thiền na, điếu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Cái người mà sống được mà hoa rơi xương rụng mà là thiền đó, thì người đó phải cái tâm hồn nó làm sao,
Nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng nước chảy mà ngộ đạo là phải người sao, chứ còn anh cái gì anh thấy ngộ anh cũng giác hết trơn, mà anh tự anh xưng là anh giác ngộ là không có nha. Chữ giác ngộ chứ chữ vác ngộ, ngộ vác nó khác. Nhưng mà cái hạng đó đó thì nó không thấy lỗi của nó mà nó bới sai lầm chúng con. Đó chứ cái câu này của chư Bồ Tát nó, cái hạng đó là giả danh A Liệu Nhã bới sai lầm. Hả, cái người nào nó trúng á thì nó tìm mọi cách nó triệt. Nó triệt, nó tìm cái lỗi này lỗi kia nó triệt. Các vị thấy rõ rồi, tôi nói thì nói, nó thừa, nó riết thì nó thừa chứ. Thì đó quý vị quá rõ. Cái chuyện nó là phàm phu tục tử, nó chứa đầy trược ác mà nó không thấy nó được. Mà ai mà nói tiếng chánh pháp là nó tìm, nó môi, nó móc, nó chỉ, nó trích trời đó. Phật ơi, nó phe, nó đảng. Cho nên tu hành mà cái hạng lục thông la hán này mà nó phe đảng, là nó thật các vị, là nó chính trị chính em, là nó không có tu con khí gì hết á. Rồi cuối cùng rồi đó, rồi nó tự nó quýnh nhau. Trời ơi, tôi thấy bên này tôi thiệt các vị á, nó giống như một cái bãi chiến trường. Ban đầu ngon lắm, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gọi là thống nhất vậy chứ không có thống chỗ nào hết, không có nhất chỗ nào. Rồi cuối cùng nó quýnh nhau, nó quýnh tanh bành lá hẹ, nó quýnh tự động. Ban đầu nó quýnh người ngoài, riết hết người, nó quýnh này, gọi là hết thú rồi giết chó săn. Cho nên bây giờ mà bên đây á, đâu có cha nào mà dám nói giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu. Bởi nói giáo hội Việt Nam cái rồi sợ cái Phật tử, sợ cộng đồng, nó chụp cho cái mũ cộng sản. Cho nên lúc nào cũng dùng chữ thống nhất hết á. Rồi lập ra phái này phái nọ, dùng không bỏ, không dám bỏ giáo hội thống nhất. Cứ vậy đó, rồi cuối cùng do thống nhất đâu không thấy mà nó quýnh nhau. Nó vì danh lợi nó quýnh nhau. Thậm chí anh em một tông phái mà cũng quýnh nhau. Trời Phật ơi, tôi nói nó đau là cái đời trượt ác là nó vậy đó. Cho nên qua bên đây là các chị bắt cười lắm. Còn bên quê nhà thì nó lại khác. Bên quê nhà thì nó giống như người ta gọi là quốc danh. Bởi vì nó dưới cái hệ thống của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên là vậy mà nó cũng thượng đội hạ đạp. Bên đó thì nó mua danh bán chức. Thật sự ra thì bởi vì đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa mà. Rồi đạo pháp đi liền với dân tộc, thế thì dân tộc bây giờ nó ăn hối lộ rùm beng, nó triệt hạ với nhau để nó giành cái ghế, thì trong đạo nó cũng vậy thôi, nó đi liền với dân tộc mà. Tuy nhiên thì cũng có những người đạo cao đức trọng nghe, chứ tôi nói vậy tôi không có ý là tôi quơ đũa hết cả nắm, nhưng mà cái người đó rất ít, cái người đó rất ít. Có Phật tử Ngô Ngọc Giao hỏi thầy ơi, quyền ký của Đức Phật có thật không? Hình như nó đang lan truyền cứ như là bí kiếp võ công vậy. Thì cái này thì tôi cũng nói thật là Phật có quyền ký cho ai? Nhưng mà chẳng qua đó cái tên Ma Đầu Giáo này, cái tên Nguyễn Nhân này nó coi như là nó thừa nước đục thả câu. Nó thừa nước đục thả câu này đúng đó. Bữa nay tôi vừa giảng, tôi vừa trả lời, mà trả lời cái nào đúng mà tôi trả lời. Nó thừa nước đục thả câu. Tại vì nó thấy rằng là ngày nay cái tín đồ bất mãn cái giới tu hành, cái giới tu sĩ, cái giới tăng sĩ nhiều quá đi. Bởi vì giới tu hành, giới tăng sĩ ngày nay nó lậu hoạt nhiều quá, nó hiển hiện những cái sai lầm nhiều quá, cho nên cái tên cư sĩ này nó thừa nước đục thả câu. Nhưng mà cái tên cư sĩ này tôi cũng đang tìm hiểu thử cho biết vậy thôi, thì nó ôm chân với cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á, cho nên rồi nó ỷ nó dựa thần cậy thế, nó theo cái tư tưởng giống như gần giống như cái chủ nghĩa vô thần của Cộng sản vậy. Nó cũng mê hoặc, nó cũng mượn một số tay anh chị, một số tay mạo danh trí thức có, một số tay ngu đần có, để mà nó hô hào cái sự nhận thức của nó. Tôi bây giờ tôi đưa cuốn sách cũ nào ra đó, thí dụ tôi đưa những cuốn sách te tua tơi tả hồi xưa hồi xa gì đó, tôi nói quyền ký của Phật cũng ai làm gì tôi.
Đấy, cho nên tôi nói các chị thấy, thành ra cái thời mà khi mà xã hội đó loạn lạc, cái thời mà nó ngũ trược ác thế này giống như sơn đông mãi vỏ vậy, mạnh nào nó quảng cáo thuốc vậy đó, toàn là cơm nguội với nước lã với mật ong, là thậm chí đường chải thôi mà nó cho uống này, cũng có nhiều người uống vậy, nhiều người họ thấy sơn đông mãi vỏ hay quá họ cũng uống vậy, thành ra mạnh nào nó quảng cáo thuốc. Chứ còn mà đừng có đem cái kiểu của mình là nhất quyền ký này kia nọ dẹp đi, kệ nó, cứ nó tràn lan vậy đi, nhưng mà rốt cuối cùng là dòng đời nó cũng tự lỗi nó thôi thưa các chị. Cho nên tôi nói các chị là an tâm, nước biển không chứa tử thi. Nó cái hệ mà cái đám sơn đông mãi vỏ nào mà nó quảng cáo nhiều chừng nào là nó dỏm chừng đó. Thuốc mà quảng cáo nhiều chừng nào, hàng hóa mà quảng cáo nhiều chừng nào là đồ dỏm chừng đó. Tôi thấy từ lâu tôi đã comment vô, tôi đã nựng rồi, nhưng mà bốn xi nhê gì. Tại chúng sanh trần đời này mà, cái người giác nó ít như cái sừng bò, mà người mê nó nhiều như lông bò, cho nên mình nói không được. Nhiều người quá cho nên là kẻ mạnh, mạnh ai nó có quyến thuộc, mạnh ai nó có phe phái chuyện của họ. Cho nên tôi nói đề nghị anh Ngô Ngọc Giao an tâm, mình cứ theo cái lý trí của mình mà mình đi, không có quyền ký gì hết á. Phật đâu phải là một cái giáo chủ để đưa ra giới điều đâu mà quyền ký. Sự thật Phật thương tất cả chúng sanh mà không thương ai hết. Phật độ tất cả chúng sanh mà không độ ai hết. Phật nói vậy ai tin sao tin, ai hiểu sao hiểu, ai muốn theo không theo thôi. Phật không hề quyền ký cho ai. Còn cái vấn đề thọ ký như tôi đã nói trong cái pháp qua đó là cái việc làm thông lệ có ba đời chư Phật. Mà thọ ký đây là một sự thật chứ không có nó quyền ký ở trong đó. Mà tại cái đám này nó ý nó có thế thần, nó có chút học thức, nó muốn vẽ sao vẽ kệ nó. Nó cũng như mạnh cỡ nào, mạnh ngày xưa bằng ông Nguyễn Thành Nam của cái hệ phái Đạo Dừa không? Mạnh bằng ông Nguyễn Ngọc Tương của hệ phái Cao Đài Bến Tre không? Và mạnh bằng ông Quỳnh Phú Sổ của Hòa Hảo không? Mà rồi cuối cùng là các vị thấy đó là mấy vị đó ngày xưa người ta giỏi đó, là dân trí thức mà dân toàn là coi như có danh tiếng, giờ học cao hiểu rộng đó, mà cuối cùng cũng te tua tơi tả, cũng bị cái thời cuộc rồi lên được xưng hùng xưng bá thời gian, chứ thật sự ra cũng mượn dựa nương đạo này đạo kia. Tuy nhiên các vị này tôi kính trọng thật ạ, người ta là dân trí thức, người ta có cái tài thao lược đàng hoàng. Còn cỡ tên Nguyễn Nhân này thì so lại có bằng ông Nguyễn cụ Nguyễn Thành Nam của ông Đạo Dừa là ông Đạo Dừa không? Nó rồi cũng thôi, nó cũng một thời cuộc thôi. Mà nhất là nương cái thời cuộc của một cái nhà cầm quyền độc tài như vậy thì thưa các vị thì nó cũng không được bao nhiêu thời gian đâu. Ngày xưa các vị kia người ta một số thì nương ở Pháp Quốc, một số thì sau này nương Cộng Hòa đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, rồi nương Mỹ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà người ta cũng còn không tồn tại được lâu dài, nó cũng te tua tơi tả, huống gì nương một cái nhà cầm quyền độc tài. Để rồi với một cái tư tưởng giống như là vô thần vô đạo vậy thôi, không nhầm gì hết. Tôi trả lời với anh Ngô Ngọc Giao có quan hỷ không quan hỷ chuyện của anh nha. Tiếp tục, các thầy tỳ kheo ấy vì lòng tham lợi dưỡng luận giải theo ngoại đạo, cho là kinh điển này tự tạo dối thế gian. Họ phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến. Luận giải theo ngoại đạo chúng con đều sẽ nhận. Dầu họ có khinh khi tự xưng là Phật sống, trước lời kiêu ngạo ấy chúng con đều sẽ nhận. Vân vân. Các vị là cái phẩm trì thứ 13 ra đọc cái đoạn đó. Qua bài kệ này nói các vị tỳ kheo mang tư tưởng thấp kém khinh chê kinh Đại Thừa, họ cho là kinh Đại Thừa là luận thuyết ngụy biện, không phải Phật nói.
Tiểu thừa chỉ chấp nhận hai thứ niết bàn là hữu dư y và vô dư y. Đại thừa thì nhận thức thêm hai thứ niết bàn là vô trụ xứ và bản lai tự tánh thanh tịnh. Tư tưởng niết bàn của tiểu thừa thì tu cho tâm thanh tịnh xa lìa mọi chướng ác, chứng đắc niết bàn. Theo tư tưởng đại thừa đến niết bàn rồi tiếp tục phải tìm đến bảo sở, tìm cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đại thừa khi đến niết bàn phải tiếp tục ra đời, nhào vô lòng đời, chịu tất cả khổ nhục để cứu độ chúng sanh. Riêng tiểu thừa đạt đến niết bàn là giữ cho mình trạng thái yên ổn và thấy chúng sanh khổ sở hèn kém nên không dám lăng xả cứu độ, sợ bị liên lụy. Đại thừa Phật giáo là vậy, phải nhào ra lòng đời, tu hành tìm đến bảo sở, được niết bàn, được an lạc, thấy được pháp rồi đó, tiếp tục tìm đến bảo sở và tìm cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Cho nên đại thừa Phật giáo khi đến niết bàn phải tiếp tục nhào vô lòng đời, chịu tất cả những khổ nhục để cứu độ chúng sanh, nhất là đời trượt ác ngày nay. Hãy càng nói được cái tiếng chánh pháp, càng phát cái tâm để mà tu hành đi đúng con đường, thì nó càng bị cái thứ lục thông la hán trí tà tâm dại méo nó quấy phá thôi. Bởi vì nó tự xưng nó đã chứng đắc, nó tự xưng nó có phước báo, nó tự xưng nó có phe, có đảng, có giáo hội, có tăng đoàn, có phe, có bè, có cánh, có di, có giải mà, thì nó không phá sao được. Nhưng mà với cái tư tưởng Bồ Tát là phải nhẫn à, phải thời thì nhào cũng có thể làm bạn hữu với nó để mà cùng nhau, còn không phải thời thì cũng phải rút lui mà xa lánh. Chứ mà tiếp tục mà nhào với nó là chết à. Nó giết lúc nào không hay à, nó thuốc lúc nào không biết à. Cho nên phải người tu hành mà tinh thần đại thừa phải nhào vô lòng đời, đạt đến niết bàn rồi mà phải chịu cứu khổ, chịu nhục khổ nhục để cứu độ chúng sanh. Riêng cái hàng tiểu thừa thì đạt đến niết bàn rồi giữ cho mình một cái trạng thái yên ổn, thấy chúng sanh mà hèn kém khổ sở thì không dám lăng xả để cứu độ, họ sợ họ bị liên lụy. Trời ơi, học mấy cái tư tưởng này chỉ có cái người trí, có người có định, có tuệ thì nghe mới nổi thôi. Chứ còn cái dân mà lơ mơ, dân ba vố, dân gì tình cảm, dân gì cảm tính, dân gì phe đảng là nghe mấy cái này là nó giống như cái búa tài sồi mà bổ vô đá vậy. Nghe không nổi. Nghe giống như tưởng đâu tôi chỉ trích, tôi chửi bới, không có đâu. Chỉ có cái dân mà có học cao, hiểu rộng, mà có cái tâm để cầu đạo giải thoát thì nghe mấy này mới thấy hay. Chứ còn dân ba vố thì nghe tưởng đâu là tôi lấy cái búa tôi bổ vào đầu, chứ không phải đâu. Chúng ta thử nhìn xem, nếu chư Phật bằng lòng trụ nơi niết bàn thì ngọn đèn chánh pháp không còn mồi, lấy ai dìu dắt cứu độ chúng sanh? Vì vậy đại thừa đưa ra hình ảnh các vị Bồ Tát biểu trưng cho đại nguyện, đại từ, đại bi, đại lực như là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, Dược Vương, Dược Thượng, Đại Nhạo Thiết, vân vân. Bởi vì Bồ Tát là những người quên mình lo cho người. Khi làm những thuận hạnh cứu độ chúng sanh đã đành, có khi Bồ Tát phải làm những nghịch hạnh để cho chúng sanh dèm pha chửi bới, nhưng mục đích và lý tưởng gieo rắc hóa độ chúng sanh. Bồ Tát nó có hai hạng Bồ Tát: thuận hạnh Bồ Tát, nghịch hạnh Bồ Tát. Giống như là ngài Đề Bà Đạt Đa vậy, cũng là hạng Bồ Tát đấy. Ông làm những điều nghịch hạnh để cho chúng sanh chửi bới, chúng sanh công kích, chúng sanh dèm pha, chúng sanh nặng nhẹ. Nhưng mà để chi vậy? Để hiển dương cái phẩm chất cao đẹp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ bà Đạt Đa đâu phải là người thường. Nhìn về cái tư tưởng tiểu thừa, về tư tưởng thiên kiến thiện cận, thì bà Đạt Đa là kẻ hại Phật, phá tăng, phá hòa hợp tăng, ghép vào cái tội ngũ nghịch, ghép vào cái tội là coi như là cái tội nặng cho ông này là nhất xiển đề. Nhưng mà nhìn vào cái tư tưởng đại thừa,
Phật giáo cao tột thì ông này là Bồ Tát bậc nghịch hạnh này, Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên là cuối cùng khi ông ở địa ngục thì ông nói ở địa ngục nó an lành như ở cõi trời mà. Nếu không có Bồ Tát thì sao mà thấy vậy được? Bồ Tát vào địa ngục, chui xuống địa ngục như là đi chợ, đi chơi. Còn chúng sanh chui ở địa ngục để trải nghiệp. Cho nên kinh Địa Tạng mới nói là nhược phi quay thần, tất tu nghiệp lực chung bất năng đáo. Cái địa ngục chỉ có hai hạng tới được, một là kẻ quay thần, hai là kẻ nghiệp lực. Chúng sanh thì vì nghiệp lực mới chui vô cái cảnh tối tăm địa ngục. Bồ Tát thì vì nguyện lực chui vô địa ngục để cứu độ chúng sanh. Cái này là quý vị lấy làm đầu đề thiền để tư duy. Thì tôi nhắc lại, Bồ Tát có hai hạng: thuận hạnh Bồ Tát, nghịch hạnh Bồ Tát. Những hạng Bồ Tát nghịch hạnh có khi làm những điều cho chúng sanh dèm pha, chửi bới, công kích, nhưng mà cái mục đích và lý tưởng gieo rắc để hóa độ chúng sanh. Bồ Tát có hai bậc. Một là Bồ Tát sơ phát tâm, có nghĩa là Bồ Tát mới phát tâm. Hai là Bồ Tát bất thối chuyển, là Bồ Tát chứng bất động địa nên không còn thối chuyển. Đại thừa Phật giáo lấy từ bi làm cứu cánh, giới luật làm phương tiện. Ngược lại tiểu thừa lấy giới luật làm cứu cánh, từ bi làm phương tiện. Ngày xưa có một vị thầy tu hành chấp luật. Hôm nọ có người nữ lên ghế của thầy đó ngồi. Sau khi mà người nữ đó ra về, ông thầy đem cái ghế ra chùi rửa cả ngày, thậm chí đem bỏ luôn cái ghế. Ra đường mà gặp người nữ mà chạm vào cái chéo áo là về cắt bỏ cái chéo áo đó. Đó là những cái tư tưởng kiến chấp, mang cái dòng tư tưởng cho là người nữ nhơ nhớp, là ô nhiễm. Mãi đến bây giờ tiểu thừa Phật giáo vẫn không cho nữ giới đi xuất gia nha. Đại thừa thì lấy giới trong tâm nhiều hơn giới hình tướng. Thấy Phật tánh bình đẳng cho nên không chú trọng hình tướng. Tiểu thừa thì chú trọng hình tướng nhiều hơn trong tâm. Vậy mà có lần hai cái vị tỳ kheo của hai hệ phái chê nhau. Đại thừa thì chơi tiểu thừa như con cóc, tiểu thừa thì chơi đại thừa như con bướm đực. Cái câu này quý vị luận giải coi sao. Bên tiểu thừa đó, một ông thầy tiểu thừa thì chơi, một ông thầy đại thừa thì chơi tiểu thừa như con cóc. Còn bên tiểu thừa thì chơi ông thầy đại thừa như con bướm đực. Nếu không thâm hiểu ý pháp cao tột thì Phật của Phật, thì quan điểm tiểu thừa đại thừa nó cách xa nhau. Cho nên kinh Pháp Hoa này là tiểu thừa thì thuộc tiểu thừa không chấp nhận. Không chấp nhận nói là đây không phải lời của Phật thuyết. Cho nên trong bài kệ có nói là trong đời ác có hạng tỳ kheo trí tà, tâm vại méo, chưa chứng cho đã chứng, kiêu căng đầy trong lòng. Hoặc có hạng ở am tự A Lan Nhã vắng vẻ, y nạp xem ra phớt. Có một số vị tự xưng mình chứng quả này quả kia, lè thế gian, rồi chê bai kẻ khác, xuyên tạc méo mó. Nhân tiện này thì tôi cũng khuyên mọi người hãy nên nhìn kỹ hai cái hệ tư tưởng, đều là cao quý hết. Tiểu thừa, đại thừa đều cao quý hết. Chứ không phải nói vậy là tôi đại thừa rồi tôi chê tiểu thừa, không có. Cái nào cũng cao quý hết. Mình nói thì nói một mặt, mình phân tích, mình phơi bày ra như vậy, nhưng mà một mặt nào đó đều là cao quý, đều là đáng trân kính hết nha. Chứ không phải nói vậy là tiểu đại thừa tôi là đi chơi tiểu thừa, không có nha. Cho nên đều là cao quý. Tại đại thừa tiểu thừa ví như một cây đại thụ, một cây đại thọ, cây lớn vậy. Từ một cái rễ cây hút mà mọc thành thân cây là tiểu thừa. Đã có thân cây phải có cành lá hấp thụ tinh khí âm dương làm cho cây sống còn, đó là đại thừa. Một cây chỉ có thân là trơ trọi, cành lá xung xê che mát mọi người. Ý nói nếu tu hành theo tư tưởng đại thừa thì phải bước qua ngưỡng cửa của tiểu thừa. Về mặt luận thuyết của tiểu thừa thì phá ngã rất hay, nhưng chưa phá chấp pháp.
nhưng chưa phá chấp, còn chấp pháp. Đại thừa thì phá ngã, vừa phá pháp là tu hành, làm sao không thấy mình tu, không thấy mình chứng bằng cái tinh thần vô vi. Cho nên nó coi là vô vi, vô bất vi, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thắc. Nghĩa là vô vi vô bất vi là không làm mà làm tất cả, vô vi cố vô bại làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, vô chấp cố vô thắc. Cho nên tự tu hành nhân đạo, xem nhẹ người thế gian vì mong cầu lợi dưỡng thiết pháp cho bạch y. Xem nhẹ người thế gian là ai? Là các vị Bồ Tát, vì họ không chấp nhận hàng Bồ Tát thế gian và Bồ Tát xuất thế nên họ xem nhẹ khinh thường, mang tư tưởng lợi dưỡng nói pháp cho bạch y, không vì rộng độ. Tuy cái phẩm trì văn tự ít nhất trong 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa, nhưng nghĩa lý thì sâu sắc và thâm hậu, cần nghiên cứu cho kỹ bài kệ phát nguyện hậu trì của chư Bồ Tát. Là hồi nãy giờ là tôi giải thích cái bài kệ phát nguyện của chư Bồ Tát để hậu trì Kinh Pháp Hoa, để rộng tuyên giảng thuyết ở cõi Ta Bà này đó. Qua bài vừa rồi, bài kệ rồi, nhắc nhở, muốn nhắc nhở tất cả người con Phật phải ý thức rằng như một cái cây phải có thân và nhánh lá, tất cả từ gốc mà nên. Gốc rễ là nguyên thủy, thân là tiểu thừa, nhánh lá là đại thừa. Cho nên trên bước đường tu hành và độ sanh, ai vì lợi dưỡng mà thiết pháp không vì rộng độ chúng sanh là tâm hồn nhỏ bé. Như tôi thì theo cái tư tưởng đại thừa, cho nên tôi cũng là phàm phu tục tử. Nhưng mà mình phải học, phải nghiên cứu, phải tư duy, phải rộng độ chúng sanh, cho nên có phải nói như vậy. Còn nếu mà bây giờ chờ tới giải thoát 100% rồi mới nói pháp, mới thuyết pháp độ sanh thì thưa các vị là mơ hồ. Tôi phải tu hành dễ chứng đắc, đâu phải tu hành dễ giải thoát trong một đời được đâu. Nhưng mà mình biết cái gì, mình san sẻ, mình nói cho người ta để người ta cùng nhau tu hành. Dầu là có khi mình vẫn là phàm phu tục tử. Nên tên tinh thần đại thừa là bắt buộc phải như vậy. Ủa, hết giờ rồi. Phải nói chút nhiều nghĩ ha. Nhiều người trên bước đường tu hành và độ sanh, ai vì lợi dưỡng mà thuyết pháp không vì rộng độ chúng sanh là tâm hồn nhỏ bé, kẹt rớt trong tiểu thừa, dầu người đó mang lớp áo đại thừa. Nhiều người mang lớp áo tu hành nhưng mang tham vọng, chứng lục thông la hán, đằng vân diệu võ. Rất nhiều nhà sư luyện bùa chú ấn phép yếm đối, làm cho người thế tục để sợ hãi cung kính. Người tu hành như vậy còn khoe khoang nghĩ mình hơn người. Phật đã biết trước điều này nên nhắc nhở khi Phật còn trụ thế. Trước lúc Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã cân nhắc các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, bất đắc phản mại mậu dịch, an trí điền trạch, xúc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh, nhất thiết chủng thực, cặp chư tài bảo, giai đương viễn ly, như tỷ quả khanh, hiệp hòa thang dược, chiêm tướng kiết hung, ngưỡng quan tinh tú, suy bộ danh hư, lịch số toán kế, giai sở bất ưng, tiết thân thời thật, thanh tịnh tự hoạt, bất đắc tham dự thế sự, thông tri sứ mạng, chú thực tiên dược, kết hảo quý nhân, thân hậu tiết mạng. Đó là cái lời này Phật nói trong Kinh Di Giáo đó. Kinh Di Giáo là cái bộ kinh này là coi như di huấn, giống như là một cái di chúc, chứ không có quyền ký. Nó quyền ký làm gì lợi bằng Kinh Di Giáo đó. Kinh Di Giáo đó, cái lời di chúc của Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn đó. Mà tiểu thừa và đại thừa đều phải chấp nhận đó. Đó là lời chúc thư đó. Ngoài đời họ gọi là lời di huấn chúc thư, mà trong đạo gọi là di giáo đó. Trước khi Phật nhập bàn, Phật nói mà bất đắc phản mại mậu dịch, an trí điền trạch, xúc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh mà. Có nghĩa là cái người mà rời bỏ thế gian, xuất gia hành đạo rồi, không được mua bán đổi chác, không được tạo ruộng cất nhà, không được nuôi người mướn tớ và chăn nuôi gia súc. Nếu nói vậy thì các vị nghĩ là sao?
Thời nay mấy thầy gom góp bá tánh môn đạo cho nhiều rồi mở ra những cái dịch vụ business. Trời ơi, mở tiệm vàng. Tôi nhớ hồi tôi ở Việt Nam có ông thầy ông giàu tới mức độ ông mở tiệm vàng, ông mở nhà hàng khách sạn. Trời ơi, có ông thầy nó mở nhà hàng khách sạn rồi nó đưa cái cạc cho tôi nữa chứ. Nó biểu Vinh 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 là bữa nào Vinh muốn xả stress á, Vinh điện cho em, cái em đưa Vinh tới khách sạn của em, cái rồi Vinh cần người đấm bóp, người massage, cần này kia nọ là phục vụ kia bằng 100% cho Vinh. Rồi em lấy giá tiền rẻ, thậm chí mà phục vụ miễn phí lần đầu cũng được. Trời Phật ơi, thế là tôi nói sự thật chứ tôi không nói thêm đâu các vị. Bây giờ ngày nay là có một số thầy tu làm vậy đó, rồi chưa kể cả rồi rồi bây giờ có một số thầy tu kinh doanh đủ thứ, kinh doanh mua bán, kinh doanh ruộng đất, kinh doanh này kia đó. Cho nên Đức Phật cái đó là lời di huấn của Đức Phật, là xuất gia hành đạo không được mua bán đổi trác tạo ruộng cất nhà nuôi người mướn tớ và chăn nuôi gia súc. Đó nghĩa là phải là không được xúc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh, nhất thiết chủng thực cập chư tài bảo giai đương diễn ly. Có nghĩa là những thứ đó đó phải 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 coi như là phải tránh, phải tránh như là tỵ quả khanh, phải tránh như là cái tránh hầm lửa Phật dạy, mà phải những cái thứ đó phải tránh như tránh hầm lửa, gọi là như tỵ quả khanh. Rồi Phật dạy sao nữa đây? Đó phải là coi như là hiệp hòa thang dược kim tướng kiết khung ngưỡng quang tinh tú suy bộ danh hư lịch số toán kế giai sở bất ưng. Phật cấm không có cho là điều chế thuốc thang, thậm chí điều điều thang chế thuốc Phật cũng cấm Rồi coi tướng tốt xấu trong xem mà sao tinh tú, rồi tìm tòi suy thạnh coi ngày đoán số điều không nên làm, Phật cấm rõ ràng đó nha. Phải tiết chế nơi thân ăn uống đúng giờ, nếp sống trong sạch không được tham dự việc đời, làm chính trị đi sứ là thông tin là luyện bùa chú nấu tiên dược nè, giao hảo với người có quyền quý nè, thân cận với kẻ ngạo mạn nè, những cái việc như vậy đó người xuất gia không nên làm, Phật cấm rõ ràng. Tiết thân thời thực, tiết thân thời thực có nghĩa là mình phải tiết chế cái thân mạng mình ăn uống sao mà cho nó hợp pháp đúng giờ, thanh thanh tịnh tự quạt, bất đắc tham dự thế sự, không có tham dự cái chuyện đời làm chính trị. Cho nên tôi nói thiệt là hồi tôi qua đây nó quýnh tôi không còn chỗ sống, mà quýnh tôi, nó nói tôi là cộng sản cày qua, là tôi là ở Bến Tre là dân cộng sản nồi, là gián điệp, rồi tôi quá khe, tôi quýnh trở lại cũng te tua chứ. Hồi đó tôi chưa có được là chính thức là công dân Hoa Kỳ mà tôi cũng không sợ ai, mà mình đâu có mình sợ. Trời ơi, bây giờ thậm chí mà nó quýnh tôi hiện giờ mà các cái comment, các cái lời bình luận ở trên sau các cái bài giảng tôi, nó còn nói tôi là thầy chùa quốc dân, thầy chùa cộng sản, mà bên đây nó đâu có biết. Nó thấy ông thầy nào Việt Nam qua trẻ trẻ là nó cho là cộng sản hết. Nhưng mà rồi rồi tôi vẫn là tôi thôi. Tôi dầu giờ tôi là phàm phu tục tử nhưng mà tôi nhớ lời Phật dạy mà. Không có tham dự cái việc thế sự như là thông tri sứ đi sứ dân dân gián điệp hay là FBI hay là CIA gì CIA gì đó, thật sự ra tôi không có làm điều đó, tôi không khe, tôi không sợ. Tôi chỉ theo duy nhất một cái tổ chức là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà nói theo cái kiểu thế gian nó hơi phàm tục, là tôi theo chỉ theo một đảng Thích Ca Mâu Ni thôi chứ tôi không theo đảng nào hết. Vậy mà ngày hôm nay là tôi nói tôi là cái thật sự các vị là giàu có nói tôi cộng hòa cộng sản gì tôi cũng chẳng có xi nhê gì, cộng nào tôi cũng đúng là tôi nói đúng mà sai là tôi cũng nói thẳng. Nói vậy thôi hết giờ rồi ha các vị, thôi hết giờ tới đây tạm ngưng được rồi ha, thứ năm gặp lại tiếp. Không cứ nói từ từ, nói hoài, nói không bao giờ sợ hết. Rồi, cứ việc ai bằng lòng nghe thì huynh đệ mình cứ nói hoài vậy đó mà. Coi như mình nghe pháp rồi giống như mình ăn cơm vậy, chơi vậy mà, cơm lên cơm tinh thần. Nhưng mà hiển nhiên thì
Phật quá hữu duyên nhân, Phật còn phải độ những người có duyên, chứ hà huống gì tôi là phàm phu tục tử. Nên ai mà cùng cái lần điện, cùng với cái sở thích, cùng với cái tư tưởng thì mình nghe mới cảm thông nhau được. Còn nếu tôi cũng xin nhắc là các vị nào mà nghe không bằng lòng mà cứ việc thì tôi cũng nói cứ việc ền phen, cứ việc tách thuyền sang bến khác để cho người khác họ vô, không sao hết. Thôi, chúc lành, chúc an lành, chúc chơi nha, chúc cũng chúc chơi chứ cũng ai chúc được cho ai. Nhưng mà mong là các vị là luôn giữ cái trạng thái an lành trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.